Chào vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả các bác và anh em. Ở trong video clip này thì em có dọn trong kho của em còn sót lại những đoạn dây lẻ sai lẻ mét. Em sẽ làm một video để giảm giá thanh lý cho tất cả bác cùng sàn nhé. Rồi thì trước khi đi vào video chi tiết, những bác nào chưa đăng ký kênh hoặc chưa nhấn like cho em xin một lượt đăng ký cũng như là một lượt like để ủng hộ bên em nhé. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào báo giá cũng như là giới thiệu chi tiết những cái dòng dây em thanh lý ngày hôm nay. Trước tiên em có hai đoạn dây của hãng Ong Bắt này, dòng dây lõi vừa đồng vừa bạc nhé. Em sẽ phóng to ra để cho tất cả bác cùng xem này, lõi vừa đồng vừa bạc nha, đây vừa đồng vừa bạc, và đây là một dòng dây loa, nó sẽ cho một chất âm đều ba dải nha các bác. Em có hai đoạn, mỗi đoạn là 2 mét nha, 2 mét. Loại này bữa trước em bán là 231 mét, nhưng em còn hai đoạn, mỗi đoạn 2 mét này, để cho tất cả bác là 600 nhá, 600. Còn trên này thì nó sẽ có hai đoạn, mỗi đoạn là 3 mét nha các bác. Mỗi đoạn là 3 mét, giá là 900. Bác nào lấy thì nhắn tay liên hệ cho em nhá. Loại dây vừa đồng vừa bạc, dây cho chất âm đều ba dải nhá. Rồi, còn bên này là đoạn 5 mét nha các bác, 5 mét. Cũng là dòng dây quảng ong bắt. Loại vừa đồng vừa bạc này. Ong bắt Caber Germany made in Switzerland, tức là dòng này nó sản xuất tại Thụy Sĩ nhá. Đó, đoạn này là đoạn 5 mét, em sẽ để cho tất cả bác với giá là 750 nhá, 750 tương ứng với 150 một mét đây các bác ạ. Đó, mình nhân tay nhá. Đây, hai đoạn này thì đang còn rất là dơ, chưa có vệ sinh nhá. Dây mạ bạc, dây mạ bạc này. Đó, đoạn này thì hai đoạn, mỗi đoạn là 1m2, dòng dây quảng Itsasi. Còn đây là dòng dây quảng Magison, lõi vừa đồng vừa bạc này. Hai đoạn này em thanh lý là 200, mỗi đoạn là 1m2 nhé, hai đoạn lộn xộn thôi. Dây này dây kia, bác nào lấy được thì lấy thì em vệ sinh này. Đó, em vệ sinh em mới gửi nhá, mới dọn trong kho ra đấy. Đó, chỉ có 200 thôi. Rồi, đây là đoạn 2,5m nha các bác, 2,5m. Dòng dây quảng VKBT, dây cũng là dây mạ bạc luôn nhá. Khi các bác lấy thì em vệ sinh sạch sẽ em mới gửi nhá. Còn đây thì em mới dọn trong kho này. Đó, dây mạ bạc, giá là 170 bao ship này, 170 bao ship, 2,5 m nhá. Rồi, còn đây là đoạn 3 mét, 3 mét là 450 nhá. Dòng dây của Đức, thương hiệu là Ong Bắt này. Đó, đoạn này 3 mét. Còn đây là hai đoạn dây, dòng dây quảng VKBT, hai đoạn, mỗi đoạn là 2,5 m nhá. Có một đầu thì nó có rác rồi, còn một đầu thì chưa có rác. Đó, bác nào lấy thì nhân tay. Hai đoạn này giá là 400, mỗi đoạn là 2,5 m nhá. Đó, bác nào lấy thì nhân tay liên hệ cho em. Mỗi sản phẩm chỉ có một món thôi, nên bác nào chậm tay thì sẽ không mua được nhá. Đây là đoạn dây 5 m, hai đầu là có rác hết rồi. Không biết bữa trước làm cho bác nào mà bác không lấy ấy. Em cũng không nhớ nữa, tại vì để trong kho khá là lâu rồi. VKBT, dòng dây mạ bạc nha các bác. 5 mét thì em để cho tất cả các bác với giá là 7 x 5 là 350 nhá, 350. Hai bên có rác rồi, bao ship tận nơi nhá. Rồi thì nay chỉ còn lên được cái những cái dòng sản phẩm lẻ sai lẻ mét em dọn ở trong kho như vậy nhá. Các bác nhăn tay liên hệ hoặc kết bạn Zalo, chụp hình gửi qua cho em nhé. Rồi, em chào tất cả các bác, hẹn các bác các video clip tiếp theo. Xin chào các bác nhé.